Thưa quý vị, chiều ngày 28 tháng 6 năm 2023, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hải Dương đã tổ chức sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm và triển khai Phật sự trong thời gian tới. Thời gian qua, Phật giáo tỉnh Hải Dương chuẩn y nhân sự, thực hiện nhiều Phật sự quan trọng về tăng sự, hoàng pháp và từ thiện xã hội với tổng số tiền 1,3 tỷ đồng. Ban trị sự cũng tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đàn Phật lịch 2567 cùng các công tác Phật sự khác, từ đó đánh giá rút kinh nghiệm. Dịp này, Chư Tôn Đức thảo luận và thống nhất triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, như tổ chức hậu an cư, Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu. Dịp này, Ban trị sự trao quyết định bổ nhiệm Đại Đức Thích Tâm Nguyện, làm trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Giang.